này sẽ là không có. Tuy nhiên, được đồng trước, bất đồng sau, chúng tôi phải đề ra câu hỏi thể hiện phong cách của người Việt quốc gia, không có dùng những cái từ ngữ nặng nề, nó mang một cái tính cách là không có tốt đẹp. Và sau khi hỏi rồi, thì muốn hỏi thêm, thì xin tiếp tục lấy giấy hỏi thêm để đưa lên trên chỗ mà MC là tôi đứng ở đây. Và chúng tôi sẽ đọc cái câu hỏi đó lên theo thứ tự ưu tiên mà quý vị đưa lên. Ngoài ra, cũng xin quý vị viết lớn lớn và rõ ràng để tôi có thể đặt chính xác cái câu hỏi của quý vị. Và cũng qua cái lời tâm tình của ông Điêu Cài, thì những câu hỏi nào đi ra ngoài cái mục đích cũng như là cái lòng mong muốn của ông hôm nay, thì ông Điêu Cài có quyền không trả lời. Và điều thứ kế tiếp là trong suốt thời gian nghe câu hỏi và nghe trả lời thì xin quý vị giữ yên lặng. Quý vị muốn nói chuyện riêng thì xin quý vị tự nhiên đi ra ngoài nói chuyện riêng, xong rồi muốn vào nghe thì xin vào nghe. Quý vị có thể vỗ tay để tán thưởng một cái câu hỏi hay là một câu trả lời, nhưng xin đừng huýt sáo hay la lớn để phản đối một cái gì đó gây mất trật tự. Và sau một lần mà ban tổ chức nhắc nhở thì cái này cũng xin lỗi quý vị trước, là những ai mà vẫn còn gây mất ồn ào trật tự thì một lần chúng tôi phải nhờ security can thiệp, mà tôi tin rằng điều đó sẽ không có xảy ra. Tuy nhiên vẫn phải nói trước đến như vậy. Về phía ông Điêu Cày Nguyễn Quang Hải, chúng tôi cũng xin có một cái yêu cầu sau đây, là xin anh trả lời một cách dứt khoát rõ ràng. Và xin lỗi là nói một cách nôm na là tránh cái lối trả lời nước đôi, ai hiểu sao cũng được. Bởi vì cái việc này nó dễ dàng đưa đến cái sự ngộ nhận và nó bất lợi cho cái sự đoàn kết, cũng như là cái gây ra cái sự mơ hồ hoang mang trong cái quần chúng, và nó có thể gây những cái tranh luận hay là tạo những cái sự quy trục qua lại nó không có tốt. Tôi sở dĩ tôi nói cái này, cái yêu cầu này đối với anh Điêu Cày là bởi vì theo cái nhận xét của anh em trong khu vực chúng tôi cũng có theo dõi cái này. Tôi đơn cử ra một cái ví dụ là anh Điêu Cày, cái này thì tôi cũng có đọc trên net để mà thấy ông Điêu Cày ông trả lời rằng về cái vấn đề có nhận, tôi nói cái đại ý thôi, vấn đề có nhận cái cờ vàng hay không thì thực đã rõ ràng. Tuy nhiên ông chỉ nói ngang đó, thế thì những người chống ông thì họ nói là rõ ràng là anh nhận công nhận là cái chuyện anh có cái không có nhận cái cờ vàng. Và cái người khác thì nói rằng là rõ ràng tức là anh ta không có làm cái chuyện đó. Cũng như là ví dụ như trên cái video clip anh nói thêm, nhưng mà người chống thì họ cũng cần biết cái đó, họ thấy là anh nói là sự thật là rõ ràng thì người ta cứ quy chụp là anh nói là sự thật là có cái chuyện đó đấy. Cho nên khi mà anh trả lời mà không có rõ ràng,
và kiếp khoát thì nó dễ bị gây ra những cái là hổ nhẫn để rồi tranh cãi. Đấy, thì bây giờ thì đó là những cái điều lệ mà chúng tôi muốn trình thưa với quý vị. Và bây giờ là đặt câu hỏi và trả lời bắt đầu.